Đây là chào của em Hoàng An đến tất cả anh chị quý hàng thân yêu. Vẫn là công việc hàng ngày của em Hoàng An lên sóng giới thiệu cho anh chị những mẫu xe mới nhất vừa có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương. Và em An kính chúc tất cả anh chị có những phút giây thật thoải mái, thật vui vẻ khi xem video qua kênh YouTube của em An. Anh chị hãy ưu ái em An dành những nút like, đăng ký kênh cũng như là chia sẻ kênh. Đặc biệt là anh chị hãy nhấn nút chuông bên cạnh để nhận những thông báo mới nhất về các mẫu xe đang có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương anh chị nhé. Thì ngày hôm nay em An lựa chọn một chiếc xe mới nhất vừa có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương. Một chiếc Hyundai Accent vô cùng hot hiện nay, một mẫu xe vướng hạng B của Hyundai, số sàn bản đủ. Và điều đặc biệt ở một chiếc xe này đó là chủ xe mới chạy có 30.000 km và lướt sơn zin. Thực sự ra là với một chiếc xe mà 3 năm sử dụng rồi chủ xe đi mà lướt sơn zin 100% thì chắc chắn đó là một chiếc xe chủ của xe đi quá kỹ, đúng không anh chị? Đây, một chiếc xe có màu vàng đồng anh chị nhá. Accent 2018 máy 1.4 số sàn bản đủ, mang biển số Tây Ninh, và chiếc xe này mới chạy 30.000 km, sơn zin 100%. Giá bán hiện tại mẫu xe này bên em đang chào bán với mức giá là 420 triệu. Rất đẹp đúng không ạ? Một chiếc xe sơn xi đồng nhất, tất cả vỏ theo xe và sơ cua chưa lăn luôn, rất là đẹp. Và Hyundai Accent thì hiện tại bên em gần như là về liên tục và cũng bán rất là nhanh. Những mẫu xe này hiện tại đây là mẫu xe vũ hạng B em đánh giá là hot nhất hiện nay. Đó, rất đẹp, kiểu dáng thiết kế rất đẹp, rộng rãi, khả năng trải nghiệm tốt. Và ở thế hệ này thì những cái thiết kế như cụm đèn pha đây, dạng thấu kính anh chị nhé, có giải LED định vị ban ngày. Đó, giải LED này rất đẹp luôn. Và chiếc xe này thì chủ xe cũng vào cái ốp đèn mạ xi sẵn cho anh chị rồi. Đó. Dưới thì đèn gầm sương mù cũng mạ chrome xung quanh, hốc hút gió này. Và cũng là dạng bóng thấu kính anh chị nhé. Đây, mặt ca lăng ở đây là mặt ca lăng hình lục giác và cũng mạ chrome luôn. Hai chữ Discovery này thì là chủ xe rô anh chị nhé, cũng dán lên khá là bắt mắt, cực kỳ đẹp. Máy 1.4 đấy, cụm đèn pha đây, rất là mới với chiếc xe. Mà anh chị có thể thấy những cái chi tiết góc cảng này còn rất đẹp và lức sơn zin tuyệt đối luôn, cực kỳ là đồng nhất. Một chiếc xe sơn xi đẹp tuyệt vời luôn. Đó, vỏ theo xe anh chị nhé. Đây, 4 thắng đi ABS và ở bản này thì đây, cái vỏ đây, đết vỏ đây, tuần thứ 35 2018, thực sự quá đẹp đúng không ạ? Rất là khó kiếm một chiếc xe đẹp như này, một chiếc xe mà gần như là sơn zin 100%, rất là khó luôn đấy. Đây, cái đèn này cũng được chủ xe ốp mạ xi sẵn cho anh chị rồi, một giải LED báo rẽ ở đây. Và ở đây thì có gương kính chỉnh điện, gương cụp, khi mà anh chị lốc cửa vào nó sẽ tự cụp gương cho anh chị, rất là hay luôn. Về phần cửa thì tay cửa ở đây cũng là ở bản đủ này sẽ tay cửa mạ chrome anh chị nhé. Và có khóa cảm biến thông minh ở đây. Đó, khi mà anh chị chỉ cần một cái khóa điện như này, anh chị để bên này, anh chị ấn có thể tự khóa tự mở rất là dễ dàng luôn. Chén cửa chủ xe vào rồi, về mưa vào rồi, dán phim cách nhiệt cũng đã được vào cho anh chị sẵn rồi. Đây, xe quá đẹp. Quay thấp một chút cho anh chị coi phần lườn ha. Đó, tất cả những cái chi tiết là nguyên bản tuyệt đối. Đó, cái ốp lắp bình xăng này. Đó, chủ xe cũng đã vào rồi. Đây, đó, rất mới đúng không? Thắng đây, 4 thắng đĩa và mâm này gần như không, chưa có một vết chày nào. Anh chị có thấy bên trong những cái chi tiết lồng vè rất sáng và mới đúng không ạ? Xe mang biển số Tây Ninh nhé. Đấy, anh chị thấy không, nước sơn zin 100% luôn. Những cái chi tiết góc này rất là khít. Đó, ốp mạ đèn sau. Thật ra với một chiếc xe này em đánh giá nó cao hơn những cái nhiều chiếc xe 2020 đi chưa chắc đã kỹ bằng chiếc xe này. Với xe mà đi sơn zin 100% mình đúng là rất đẹp, nội thất cũng rất là mới luôn, đi mới có 30.000 thôi. Ở đây thì bản này thì có cụm đèn hậu giải LED 3D này. Đó, những cái mẫu xe Accent thì em ăn review quá nhiều rồi, quá quen thuộc đúng không ạ? 4 mắt cảm biến re. Và đây thì có hai đèn phản quang. Và ở chiếc xe này chủ xe cũng đã lên lipo, lên lipo cho anh chị rồi, rất là thể thao đúng không ạ? Lên lipo sẵn cho anh chị rồi, cực kỳ thể thao luôn. Cho anh chị quay qua gầm ha. 420 triệu. Đó, với mỗi chiếc xe thì tùy vào cái chất lượng của chiếc xe đó, độ zin thì bên em sẽ một cái giá khác nhau. Đó, cơ bản thì những chiếc xe như này thì rất là khó kiếm, rất đẹp luôn. Đấy, tất cả những cái chi tiết liền lạc từng chi tiết một, rất mới ạ. Đó, đây, khẳng định là rất mới. Đó, anh chị thấy không, tất cả những cái chi tiết nguyên bản tuyệt đối. Đây, sẽ giới thiệu cho chị khoang hành lý trước đi. Đây, rất là mới, những cái chi tiết ốc chưa tháo mở bất cứ chi tiết ốc nào cả, cực kỳ đẹp. Nghe keo này sơn zin tuyệt đối luôn. Đó, những cái keo zin hết nhau,
đinh bấm hai bên này, mới tinh. Chiếc xe công nhận chủ xe đi thật sự là quá kỹ, quá kỹ mới được nhỉ, sạch sẽ như là không đi đến đấy, rất là đẹp, mọi chi tiết là liền lạc nguyên bản, không có gì để bàn. Chiếc xe nó quá mới và đẹp đúng không ạ? Những cái chi tiết mù sau này không có một vết chảy xước nào cả, rất kỹ luôn ạ. Đây, đây sơ cua chưa hạ anh chị nhé, có sơ cua chưa hạ, có đẹp không ạ? Quá đẹp đúng không ạ? Như mới. Ok. Bên đây cũng vậy thôi, tất cả những cái chi tiết vỏ này, nước sơn này, zin đồng nhất hết, sơn zin tuyệt đối luôn. Rất mới nhé. Rồi sau đây thì em An sẽ mời anh chị tham quan phần khoang động cơ. Khoang động cơ rồi sẽ tới phần khoang nội thất anh chị nhé. Máy 1.4 và mức tiêu nhiên liệu sẽ dao động khoảng 5 đến 6 lít thôi. Mẫu xe này thì cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, đây. Máy rất là đẹp luôn đấy ạ. Đây, anh chị có thể thấy không? Cực kỳ là đẹp. Đó. Mọi chi tiết là nguyên bản tuyệt đối chị, như xe mới các bạn. Keo zin tuyệt đối luôn, quá mới một chiếc xe, rất đáng tiền để anh chị mua chắc chắn luôn. Anh chị lên xem mẫu xe này chắc chắn sẽ ưng, bởi vì nó quá đẹp anh chị ạ. Đó, tất cả những chi tiết đây, chi tiết ốc nguyên bản hết, chưa tháo mở bất cứ chi tiết ốc nào. Máy rất sáng và sạch luôn. Mọi chi tiết mới tinh, không gì để bàn mà nó quá mới. Ok. Đó, rất đẹp rồi. Rồi sau đây thì mời anh chị vào phần nội thất của mẫu xe này. Thì sen thì một tông màu đen kem anh chị nhá. Và bản số sàn này thì cũng là ghế lỉ zin thôi, ghế lỉ zin. Cái ghế lỉ thì theo thời gian thì nó rất là dễ bắt dơ. Cái này thì anh chị có điều kiện vô một bộ ghế da cũng ok thôi. Đấy. Ở mặt tabi cửa thì cũng là những chi tiết phần mủ đen kết hợp với phần kem. Đấy. Ở đây thì có gương kính chỉnh điện, gương cụp đầy đủ hết. Đó. Đây anh chị có thể thấy những cái chân như là chân côn này, chân thắng, chân ga, chủ xe cũng ốp những cái miếng inox kia. Rất là kỹ mới được như vậy đấy ạ. Rất là kỹ đây, vô lăng đẹp như này này, đúng không ạ? Cực kỳ là đẹp. Vô lăng siêu đẹp luôn. Đồng hồ chuẩn 32.494 km, đúng chuẩn luôn anh chị nha, có lịch sử hãng đầy đủ cho anh chị. Đó. Những cái chi tiết ni lông này trên mặt màn hình còn chưa thèm bóc luôn. Đó. Đây có màn hình giải trí, có cam lùi sẵn rồi. Chỉ đường, khóa đầy đủ thông minh. Đó. Khóa đầy đủ thông minh. Đó. Rất là mới đúng không ạ? Đây, khóa đầy đủ thông minh anh chị nhá. Phủ táp lô này, đó, đầy đủ hết. Đó. Những cái lắc keo hai bên này vẫn còn nguyên này, trên này ni lông này. Đó. Anh chị thấy không? Ni lông còn nguyên này. Dạ, quá kỹ luôn, chủ xe thật sự rất kỹ. Hai túi khí an toàn này nhá, phủ táp lô đầy đủ. Này, tất cả những cái chi tiết táp bi cửa đây, mới tinh đúng không ạ? Anh chị có thể thấy không? Quá đẹp đi. Đó. Các bậc lên xuống đều ốp inox chống chảy xước hết rồi. Đó. Ghế lì này thì nó sẽ hơi dơ một chút anh chị nhá. Đó. Ghế lì chắc chắn nó rất là dơ. Đó. Điều hòa chỉnh tay đây, chỉnh cơ ở dưới các cổng cắm AUX USB. Đây. Số sàn này rất đẹp, cái cục cần số mới tinh này. Đây. Rất là mới nhá. Đó. Cho chị xem hàng ghế sau em. Em ơi. Mời chị xem hàng ghế sau. Đó. Đây. Rất là đẹp đúng không ạ? Mọi chi tiết là liền lạc nguyên bản tuyệt đối hết. Đó. Tất cả các chi tiết cửa nguyên bản hết. Đó. Cái lỉ zin đeo xe như nhá. Xe chủ xe đi quá đẹp. Chiếc xe này chắc chắn là đây là một trong những mẫu accent mà em review đẹp nhất mà em từng review, rất là đẹp. 2018 chủ xe đi quá kỹ luôn ạ. Rất rộng rãi anh chị nhé. Với một chiếc xe phân khúc B thì quá là thoải mái, rộng rãi ở trần lì zin theo xe này. Đó. Ai cho anh chị qua cửa bên đây luôn. Đây thì có hộp bệ tỉ tay này, các cổng sạc bên dưới đầy đủ hết, không thiếu thứ gì. Rất là kỹ rồi. Đây, tất cả những cái chi tiết cửa ốc này chưa tháo mở bất cứ một chi tiết ốc nào cả. Đó. Mới tinh luôn ạ.
Ok. Rất là mới. Các bậc lên xuống đều ốp inox vào đây chống trời xước. Ok. Quá đẹp rồi đúng không anh chị? À, trên đây là mẫu xe Accent 2018. Đi đúng 32.000 và lớp sơn zin tuyệt đối, không một lỗi nhỏ. Quá đẹp đúng không ạ? Màu vàng đồng mang biển số Tây Linh. 420 triệu cho mình chiếc xe đẹp chuẩn chất, rất là khó kiếm chắc chắn luôn anh chị ạ. Anh chị quan tâm mẫu xe này thì alo cho man hoặc lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương để xem xe và thương lượng giá. Ngân hàng có thể hỗ trợ cho anh chị khoảng 240 đến 250 triệu mẫu xe này. Một lần nữa thì cảm ơn anh chị, và anh chị có nhu cầu cần bán xe hoặc mua xe thì alo cho man theo hai số hotline em ghi sẵn ở màn hình video anh chị nhé. Một lần nữa thì cảm ơn anh chị, hẹn gặp lại anh chị, xin chào.